Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ vĩ Bắc, 119,6 độ kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h. Đến 10 giờ ngày 2 tháng 10, siêu bão Kera thông ở vào khoảng 22,1N, 119,7E trên vùng biển phía Đông Bắc, khu vực Bắc Biển Đông, cách Đài Loan Trung Quốc khoảng 110 km về phía Nam Tây Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km/h, giật trên cấp 17, di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Đông Bắc khoảng 5 km/h. Vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vị tuyến 18,0 n, phía đông kinh tuyến 116,5 e, gió mạnh cấp 10 đến cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 9,0 tới 11,0 m, biển động dữ dội. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều chịu tác động của rông lốc gió mạnh sóng lớn. Cơ quan khí tượng nhận định, theo dự báo hiện tại, siêu bão Kratom không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền của nước ta. Bên cạnh đó, các chuyên gia khí tượng cũng thông tin về đợt không khí lạnh đang tràn xuống miền Bắc. Hiện nay, ngày 1 tháng 10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi vùng núi phía Bắc của nước ta. Trên đất liền, ngày và đêm ngày 1 tháng 10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5. Trong đợt không khí lạnh này, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, đêm và sáng sớm trời lạnh, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 19 đến 22 độ, vùng núi 17 đến 19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ. Ở Nghệ An, Hà Tĩnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20 đến 23 độ. Khu vực Hà Nội đêm ngày 1 tháng 10 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 21 đến 23 độ, từ đêm ngày 2 đến ngày 4 tháng 10, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 đến 21 độ. Trên biển, từ trưa ngày 1 tháng 10, ở vịnh Bắc Bộ, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2,0 tới 3,0 mét. Do ảnh hưởng của khối không khí lạnh, sáng ngày 1 tháng 10, ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa mưa vừa và rải rác có rông, cục bộ có nơi mưa to, với lượng mưa từ 10 tới 30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm. Từ chiều ngày 1 đến ngày 2 tháng 10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa mưa to và rông, cục bộ có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 30 tới 70 mm, cục bộ có nơi trên 150 mm. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm ngày 1 tháng 10, bão thông đã đi vào vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 trong năm 2024. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Hồi 4 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 20,6 độ vị Bắc, 119,8 độ Kinh Đông trên vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, 184 tới 201 km h giật trên cấp 17, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km h Theo dự báo hiện tại, bão thông không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta. Đến 4 giờ ngày 2 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,7 độ vị Bắc, 119,6 độ Kinh Đông trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 16, giật trên cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km h Đến 4 giờ ngày 3 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,3 độ vị Bắc, 121,1 độ Kinh Đông trên đảo Đài Loan, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 16. Bão di chuyển theo hướng Đông Bắc, tốc độ khoảng 10 km h cường độ suy yếu dần đến 4 giờ ngày 4 tháng 10 vị trí tâm bão ở vào khoảng 25,1 độ vĩ bắc 123,0 độ kinh đông trên vùng biển phía đông bắc đảo Đài Loan Trung Quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 giật cấp 12 bão di chuyển theo hướng đông bắc tốc độ khoảng 10-15 km/h cường độ tiếp tục suy yếu từ 72 đến 120 giờ tiếp theo bão di chuyển chủ yếu theo hướng bắc đông bắc mỗi giờ đi được khoảng 10 km cường độ tiếp tục suy yếu thêm. Do ảnh hưởng của bão số 5 ở vùng biển phía đông bắc khu vực Bắc Biển Đông, phía bắc vị tuyến 18,0 n, phía đông kinh tuyến 116,5 e, gió mạnh cấp 10 đến cấp 13, vùng gần tâm bão cấp 14 đến cấp 16, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7 tới 9 m, biển động dữ dội. Cảnh báo, tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của rông lốc, gió mạnh và sóng lớn. Tin bão mới nhất, của Cục Quản lý Thiên văn, Địa văn lý và Khí quyển Philippines cho hay, vào hồi 5 giờ ngày 30 tháng 9, vị trí tâm bão Kratong, tức là tên gọi khác là Julian, ở vào khoảng 19,9 độ vĩ Bắc, 122,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển Balintang, Kalayan, Cagayan. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão tăng lên 155 km h cấp 14, giờ tới 190 km h cấp 16, áp suất trung tâm 950 HPA. Bão di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được 10 km và tiếp tục mạnh lên. Sức gió mạnh cấp bão lan rộng tới 560 km tính từ tâm bão. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, trong ngày và đêm ngày 30 tháng 9, dạnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ vị Bắc, nối với cơn bão Cà Thông dự kiến gây gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9 ở phía đông của khu vực Bắc Biển Đông, từ kinh tuyến 116-120 tới 120 độ Kinh Đông, riêng phía đông kinh tuyến 118,5. Đêm có gió mạnh cấp 8, cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3-5 mét. Trong bản tin dự báo bão mới nhất, Bagasa cho biết bão Julian sẽ di chuyển về phía tây tây bắc qua kênh Balintang vào ngày 30 tháng 9 và đi qua rất gần đảo Balintang và Batanes. Cơ quan dự báo thời tiết cho biết thêm vẫn có khả năng xảy ra tình huống bão đổ bộ vào các khu vực này. Nhưng ngay cả khi cơn bão không đổ bộ vào đất liền, nó sẽ ở vị trí gần nhất với quần đảo Batanes và Babuyan từ sáng đến chiều ngày 30 tháng 9. Pagasa đã ban hành tín hiệu số 4 về gió bão, tức là cấp cao nhất, cảnh báo sức gió từ 118 đến 184 km trên giờ, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản ở phía bắc quần đảo Babuyan, Kalayan. Trong ngày 30 tháng 9, Pagasa cũng cảnh báo mưa to đến rất to trên 200 mm ở Batanes, quần đảo Babuyan, Ilocos Not, 100-200 mm ở đất liền Kagayan, Ilocosu, La Union, Apayao, Apda, Benguet. Đối với vùng nước ven biển, biển động rất mạnh ở vùng bờ biển Batanes, sóng cao tới 14 mét, và vùng bờ biển quần đảo Babuyan, sóng cao tới 10 mét, bờ biển phía bắc của Ilocos Not, sóng cao tới 6 mét, cũng như bờ biển phía bắc của đất liền Cagayan và bờ biển còn lại của Ilocos Not, sóng cao tới 5 mét. Pagasa cho biết Julian có thể mạnh lên thành siêu bão trong ngày 1 tháng 10. Julian sau đó sẽ chuyển hướng chủ yếu về phía đông bắc hướng đến Đài Loan Trung Quốc vào ngày 2 tháng 10 và bắt đầu suy yếu do địa hình gồ gây ở đó. Julian là cơn bão nhiệt đới thứ 10 của Philippines trong mùa bão năm 2024 và là cơn bão nhiệt đới thứ 6 chỉ tính riêng trong tháng 9. Cơn bão nhiệt đới khác mà Pegasus đang theo dõi là cơn bão có tên quốc tế là CB, dự kiến sẽ không đi vào khu vực dự báo của Philippines, PAR.